Mà nè ông xã, hả, về dưới quê mình đám cưới con Út á, anh cho nó nhiêu tiền? Anh cho nó 30 ngàn luôn á. Cái gì có 30 ngàn à, đám cưới em ruột của anh mà cho 3 triệu. Ở dưới quê người ta đi 15 ngàn. 3 triệu là 3 triệu cãi hoài à? À, mà qua xuống dưới tính anh giữ 3 triệu mốt nè. Ừ, còn bao lâu nữa về tới quê mình? Chắc mấy tiếng nữa à. Gần về tới nhà vui quá. Má Tài, tắt xe vô đây. Ai ngồi đâu yên đó? Không có la. Ngồi im hết đó. Im rồi. Bây giờ có tiền cướp tiền, có sắt tập cướp sắt. Hai đứa mày. Tiền đâu? Anh ăn cướp ơi, em nghèo lắm anh ăn cướp ơi. Em còn có 100 ngàn. Sao hả? Cái gì? Hai thằng bay ăn bận giàu sang vậy mà chỉ có 100 ngàn thôi hả? Dạ tụi em nghèo lắm anh ăn cướp ơi. Đúng là đồ nghèo mặt ra. Ê mày, mày nói gì ai nghèo mày? Ai nghèo? Mày nghèo. Tao nói cho mày nghe nha, vợ chồng tao sang trọng có 3 triệu trong túi nha mày. Tại mày nói vợ chồng tao nghèo, tao ghét, tao không đưa. Nói tao giàu tao đưa cho. Em nghèo lắm. Mày giàu. 3 triệu nè mày. Cảm ơn. Còn 100 ngàn lấy luôn mày. Khi tao giàu tao đưa. Mày giàu. Nè. Cảm ơn hai vợ chồng giàu có sang trọng mà bị khùng. Sao em đưa cho anh ăn cướp 3 triệu vậy? Ai biểu nó kêu mình nghèo mặt rồi, mình ghét mình dằn mặt. Ông dạ. Đưa tiền đây. Dạ cậu ăn cướp ơi, ông cháu tôi nghèo lắm. Ông cháu tôi đi về quê, đi viếng chùa. Đi chùa cũng có tiền. Đừng có giết ngoại mình con. Ngoại mình là con xạo của ngoại mình. Đừng có giết ngoại mình của con. Cô vừa nói gì? Cậu ơi, muốn gì thì là làm gì làm tôi, đừng làm cháu tôi. Cháu tôi không có tội gì đâu. Ông tên gì? Dạ tên Minh. Ông tên Minh? Dạ tên Minh. Ba. Trời, tại sao tía lại có một cái tên trùng giống như tên của ba con? Không biết nữa. Một người ba mà con hằng kính yêu và tôn thờ. Có khi nào mà con giết người của tôn thờ không con? Chắc không. Vậy con... Con tha lỗi cho ba. Tha lỗi cho ba. Con không cướp ba. Ba đội ơn con. Làm gì mày khóc? Dạ, em nghe chuyện của anh tôi cảm động quá. Đến nè. Giờ hai tay lên. Móc tiền trong túi ra. Dạ. Giơ tay. Sao móc tiền? Bỏ tay xuống. Dạ. Lấy tiền trong túi ra, mau. Dạ. Mày làm gì vậy? Dạ, em lấy tiền trong túi. Mày giỡn mặt với tao hả? Dạ. Lấy tiền trong túi mày ra. Mà... Dạ. Cái bóp nãy anh gửi em đâu? Em với anh đâu có quen biết. Giỡn mặt với tao vậy? Dạ. Vậy? Hình như em chưa gửi. Quên à. Tặng cướp này có hiếm không ơi? Nó ông được á. Phải không? Ông trùng tên với ba nó tha cho ông hả? Tôi lại ông làm ơn ông xuống ông hỏi thằng cướp nó má nó tên gì giùm tôi đi. Tôi mà dám mà. Xuống với ông nãy ông đi chùa ông ăn chay mà đúng không? Ông ăn chay mà đúng không ông? Đúng rồi. Giúp tôi không? Được. Chờ bà chị ngồi đó đi. Để tôi. Không tôi. Con trai. Cô gì đó tía? Mẹ con tên gì vậy con? Mẹ con tên Mỹ Mỹ. Cảm ơn con. Tôi cảm ơn ông anh nha. Ừ. Mẹ nó tên gì?
ba nó tin mình. Tôi biết rồi, ba nó tin mình, nhưng mà mẹ nó tin gì? Tôi quên rồi. Tôi di xuống, tôi quên rồi. Anh ơi, mình làm ơn anh chịu khó xuống hỏi lại lần nữa tôi không? Cái mặt anh thiện nam thánh nữ quá. Hỏi giúp tôi nha. Tôi làm phước, tôi làm phước. Nhà làm phước giúp tôi. Con trai. Gì vậy té? Mẹ con tên gì vậy con? Mỹ Mỹ. Cướp đi con. Trời ơi, sao chuột dữ vậy? Mẹ nó tên gì? Té. Té, bà tên té phải không? Không, tôi xin lỗi bà chị, tôi lỡ tôi té. Không, bà vợ tên gì? Quên rồi, té quên rồi. Tôi lại không có hỏi coi mẹ nó tên gì. Đây. Con trai. Gì nữa vậy té? Con đem cốt mà té làm phiền ra ngoài vậy té? Tiên mới nhận con làm con nuôi để hai cha con mình hàng ngày tưởng nhớ tới nhau. Tí đi đường tí gặp anh cướp tí nhớ tới con. Con ơi, đúng rồi. Mẹ con tin Mỹ Mỹ phải không? Mỹ Mỹ vậy? Mỹ Mỹ ba nhớ chứ bộ, ba nhớ bộ. Thôi cướp đi, cướp tự nhiên con. Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ. Mỹ phải không? Mỹ Mỹ. Tôi lại ông anh. Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ. Nhớ rồi. Nhớ nhớ. Mỹ Mỹ. Bà, ngẩng mặt lên. Bà nhớ từ sáng giờ bà đối xử với tôi ra sao không? Có, sáng đó có một câu ngẩng mặt lên đó, giờ nãy nó y chang. Bà ngẩng mặt lên y chang. Sáng có nghe cậu nói câu nữa. Câu gì? Ở trên đây, tôi cướp tiền, ai có tiền cướp tiền, ai có sắt cướp sắt. Bây giờ có sắt nè, cướp đi. Tôi có nói câu đó sao? Có con, ăn cướp không được nói xạo. Có nói cũng không tới phiền bà. Quên. Má nè con, má tên Mỹ Mỹ á. Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ đúng rồi. Đúng rồi, Mỹ Mỹ nè con. Má. Má đúng rồi con. Trời má nè. Má Mỹ Mỹ nè nhớ không? Đem ra đây. Cướp mở tay trong phút. Thương cái sợ. Má nè. Mỹ Mỹ nè con. Mỹ Mỹ. Bà có biết? Biết. Mỹ Mỹ là người đàn bà tôi thù hận nhất trên đời này không? Bà có biết Mỹ Mỹ là người mẹ tôi ghét nhất trên đời này không? Bà xin tôi ra, bà không lo cho tôi để tôi trở thành một thằng ăn cướp như ngày hôm nay. Không có. Xí dì nói lại, dì thề với con, dì thề danh dự, cái này danh dự của dì nè, dì không phải tên Mỹ Mỹ, dì tên là Mụi Mụi, dì không phải Mỹ Mỹ. Mụi Mụi. Mụi Mụi đã muộn màng rồi. Mụi Mụi. Tên Mỹ Mỹ, ta đều bắn á. Con trai. Bé yêu à. Em giận. Cái giận cái mặt xấu quá. Bé yêu ơi. Buông ra nghe, không có về tôi nghe. Bé yêu à, anh tới trễ tôi rồi. Tôi nói không có về, tôi la lên đó nha. Trời ơi, đừng có la chứ, giữa công viên rồi la gì không biết nữa à. Tôi la à, nãy giờ tính la rồi mà chưa dám la đó. Ủa sao vậy? Sợ la cái mai muốn anh không có về nữa. Trời đất ơi. Quá đáng à. Ủa, sao tới trễ quá vậy? Anh tới trễ là tại vì bé yêu ơi. Nè. Anh muốn nói với bé yêu. Hả? À? Nói nghe nè, hồi xưa đó còn trẻ đó thì kêu bé yêu á nghe nó được, còn bây giờ già quá rồi mỗi lần gặp nhau cái bé yêu. Trời ơi được ông ơi, tôi nghe sao nó ugly tiger quá ông ơi. Bé yêu lúc này thay đổi quá, hồi đó ra công viên toàn là uống là sữa đậu nành không, cái hôm nay đòi uống là bia tiger. Tôi đòi uống bia tiger nào? Thì bé yêu mới nói bia tiger á. Tao thấy chưa, tao nói già cả rồi, lớn tuổi rồi, tao học sinh ngữ đi. Ugly là xấu đó, tiger là con cọp. Mà con cọp với con hổ nó giống nhau đúng không? Nên ugly tiger là xấu hổ đó. Trời ơi, văn chương rồi nữa ha. Tiếng Tây tiếng U nữa. Đúng rồi, kêu bé yêu rồi đó. Kỳ ngưỡng miệng quá. Đúng rồi, mắc cỡ lắm. Thôi giờ kêu ông bà đi ha. Ông nè, sao hẹn người ta mà để người ta chờ lâu quá giờ? Tại tôi tới trễ là tại vì... Tại vì cái gì? Bé yêu ơi, bà ơi. Ôi. Cất giùm nón biết liền. Trời ơi, cậu tới trễ là do mừng xiết hả? Không phải. Nè, thấy không? Mày, bé ơi. Rồi,
làm đầu làm tóc nữa phải không? Ta nói già cả rồi mà lỗi lần mà bước ra đường là cái đầu nó bóng lưỡng à. Cái này nha, con rùi nó vô với cái đầu lên đầu nó rớt xuống nó té lòi dò tụi con nó à. Bà nói quá đáng à. À, thì tại vì bà biết tính tôi rồi, ra đường phải tươm tất từ đầu cho tới chân. Thành ra là tôi mới có cái biệt danh là bảy style á. Đúng là style của em. Từ đầu tóc tới quần áo style hết à. Ủa mà style là gì vậy ông? Nào giờ nghe ta nói mà đâu có biết đâu. Thì là phong cách á. À. Mèn ơi, thì ra ta khen ông có phong cách em. Nào giờ cứ nghe bảy style nghe thành bảy thài lai. Tụi ta chửi ông nhiều chuyện. Bà nói quá đáng à. Không, phong cách tiệt. Trời ơi, đầu tóc thì bóng lượng, con đứng dậy cái coi. Hả? Đứng dậy cái coi. Trời ơi, già rồi mà hít hớp nữa. Quần của cháu nội tôi nó bỏ, thấy ủa rồi tôi quất luôn. Nóng quá, nóng quá, khởi ra. Trời ơi, mô đen quá ha. Trời ơi, nè, nói ông nghe nè. Già rồi mà còn ăn diện về chắc hồi nhỏ là cũng bay bướm lắm nè, phải không? Không biết bay bướm hay không, mỗi lần ra đường cái gái theo nượp 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 nượp. Có ông ngộ quá. Không thiệt à, hồi tôi 20 tuổi rồi có cái cô hoa hậu là đòi là tự tử chết vì tôi á. Mày ơi, hoa hậu mà đòi tự tử chết vì ông luôn. Sao cô đòi tự giận vậy? Cô ta gặp tôi, cô ta nói. Nói vậy? Sí. Trời ơi, em lấy anh á, thà em nhảy lầu tự giận còn sướng hơn. Dữ lắm chứ cô giá lắm. Vậy là ông la ta tự giận gì ông hả? Nè, tôi không có tu gì ông đâu, nó phải nổi với ông. Hồi 18 đôi mươi, trời ơi trai nó xếp hàng nơm nộp vậy đó. Chà ông dữ. Kể nghe, năm tôi 18 tuổi tôi với cái anh nó quen nhau mà mối tình nó đẹp. Nó lãng mạn, nó thơm mộng. Giống y như là chuyện tình của Lavabo và Mobinet vậy đó. Bà nói vậy ta nghe ta cười chết á. Có cái phim á, Lavabo và Mobilet á. Cái đó là tiếng Tây, tiếng U người ta kêu là cái gì à, Romeo và Juliet gì đó. Thấy cấp nhỏ nó coi nó nói cái gì OOSS gì đó. Lại là nó lãng mạn như vậy đó. Mà ông biết không, thương tôi dữ lắm. Yeah. Trời ơi, bữa đó cãi nhau một trận, tôi tức quá, tôi xách đồ tôi bước ra khỏi cửa phòng. Đóng cửa lại một cái rầm, tự nghe trong phòng nổ một cái đom. Trời ơi, vậy là thằng đó tự giận chết gì bà hả? Không có. Vậy chứ cái gì đụng? Nó khui xăm banh ăn mừng tôi ra đi. Trời ơi, tôi năm non bảy núi gặp bà cũng chín xe 10 vàng. Đó, vậy đó. Ủa mà quên nữa, sao mà tới trễ quá, bộ đường kẹt xe lắm hả không? Tại tài xế đi chậm quá đi. Mèn ơi, vậy là có tài xế riêng, mua xe hơi rồi hả ông? Xe 4 chỗ hay xe 7 chỗ? 50 chỗ. Mua chi lớn dữ hen? Xe buýt á. 2000 leo lên tuột xuống cái tới nơi. Sợ ông quá à, già cả rồi, người ta leo lên xe buýt chi nó chật chội. Đi bộ đi, tập thể dục thể thao luôn, cho nó khỏe. Hồi trẻ là thể thao là khỏe là khác, còn bây giờ già rồi lực bất tòng tâm bà ơi, sức người có hạn. Chứ hồi 20 tuổi tôi khỏe lắm à. Chạy bộ là 5-7 cây số là chuyện thường. Cái bữa đó tôi hay tin cái thằng kia nó dẫn bồ tôi đi ăn kem. Dạ? Tôi nghe tin tôi quê liền. Tôi quất chạy bộ một cái là 5 cây số tới nơi, tôi giả vô mặt nó một cái. Trời ơi, rồi xong cái ông chạy bộ 5 cây số về nhà? Đâu có, tôi về bằng xe cấp cứu. Trời sao mà phải về bằng xe cấp cứu dữ vậy? Tôi giả nó một cái mà nó lên gối tôi 4 cái, nó xuống chỏ 6 cái, chẳng chục đi xe cấp cứu luôn. Vậy mà cũng bị đặt nổ cho cô nữa. Thôi dẹp mấy cái chuyện thời trai trẻ qua một bên đi. Trở lại chuyện của đôi ta. Ông ơi, nay rồi tự nhiên cái quất cái telephone gọi tôi ra đây chi dạ? Thì tôi hẹn bà ra đây là để tôi bà quen nhau được bao lâu rồi ha? 16 năm 8 tháng 2 ngày nửa buổi. Trời ơi, nhớ rõ dữ ha. Sao không nhớ được? Ông có nhớ cái ngày đầu tiên mà tôi với ông quen nhau không? Ông hứa với tôi, ông nói là bà ơi, đợi con trai tôi nó lấy vợ đi rồi tôi sẽ lấy bà. Đúng rồi. Rồi đến khi con trai ông nó lấy vợ, ông lại nói bà ơi, đợi cho cháu nội tôi nó lớn lớn, nó khoảng đâu 10 tuổi tôi mới cưới bà được. Thì đúng rồi. Đó, rồi cái vậy mà tôi cái mỏi mòn tôi chờ đợi ông. Rồi năm nay cháu nội ông bao nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi rưỡi rồi. 9 tuổi rưỡi. Gì bà? 9 tuổi rưỡi. 9 tuổi rưỡi. Trời ơi,
Vậy là còn 6 tháng nữa thôi mình sẽ bước lên xe hoa về nhà chồng. Ông ơi, vậy là tôi hiểu rồi. Tôi hiểu hôm nay ông hẹn tôi ra đây đó là để nói lời chia tay á. Thì mình phải đi. Ông nói cái gì? Chia tay ư? Trời ơi, tôi hiểu rồi. Con người bội bạc mà. Ngày xưa tôi còn trẻ, tôi còn đẹp, tôi còn bốc lửa thì yêu tôi. Còn bây giờ già quá rồi, hết sức quách rồi là muốn bỏ tôi phải không? Không phải vậy đâu bà. Không phải đâu. Ông đừng nói nữa. Tôi biết rồi. Bây giờ tôi già quá rồi mà. Tôi hiểu thôi. Vì già tôi phải mất anh mà. Tôi nói bà không phải không vậy không đâu nói mà nữa. Nếu không phải tôi già là có con mắm nào, con mắm nào thứ ba chén cho cuộc tình của mình phải không ông? Trời ơi, không phải là bà già mà cũng không phải có con mắm thứ ba nào hết trơn hết trọi á. Vậy thì chứ lý do gì ông bỏ tôi? Tôi hay vậy ta. Trời đất ơi, bà nghĩ sao bà nói bà hát vậy? Trời ơi, tự nhiên quán cà phê bên kia nó mở cái đĩa rồi Uyên Trang với Trần Tâm cái bà hô bà hát vậy? Trời ơi, tắt nhạc giùm tôi đi cô ơi. Tự nhiên đang tâm trạng đất tình mở ý cái bài tâm trạng cho tôi nhét theo à. Đứng lên, ngồi xuống. Phải nói rõ với tôi, không phải muốn bỏ tôi mà dễ dàng đâu. Ông nói đi, ông nói đi. Ông muốn gì ông nói đi. Thì tôi muốn nói với bà là xin lỗi em. Xin lỗi em có nghĩa là chia tay phải không? Không biết chia tay không mà mình không còn bên nhau nữa. Ok, chia tay. Thôi thôi, khép khép vô một chút đi. Bỏ rồi, không cần phải giữ ý tứ gì nữa. Lớn chia tay rồi phải không? Yeah. Chia tay rồi, chia tay. Bà dứt khoát vậy sao? Ok. Bởi vậy ông bà xưa ta nói đúng mà. Học cái... nhan là bạc phận. Ai học nhan? Tôi chứ ai. Trời. Bởi vì đẹp trai nó khổ ghê lắm. Chuyện tình nào cũng dở dang dang dở. Hai bà ra đi rồi giờ tới bà thứ ba cũng không thành. Thì coi coi mình ăn ở làm sao đó. Tôi ăn ở đâu có đức đâu. Đúng rồi, không có đức là đấy ông bà. Có đại nào ông giờ bà... ta nói rồi ông bà tao quở. Thôi, tới giờ phút này móc méo làm chi nữa bà ơi. Mà ông nói tôi nghe coi tại sao hai bà vợ trước của ông còn bỏ ông mà đi vậy? Thì tại cũng không hiểu tôi giống như bà đó. Không hiểu thành ra mới bỏ ra đi thôi. Chứ tôi đâu có lỗi coi gì đâu. Bà muốn biết hả? Ừ. Để tôi kể chuyện tình bà thứ nhất đừng cho bà nghe. Đừng có khều nữa, chia tay rồi thì đừng có khều nữa. Ngồi xa ra. Kể đi. Tôi kể nghe. Ừ. Cách đây 20 năm. Vào một đêm mưa gió bão bùng. Nửa đêm cái bà khiềm tôi, bà nói. Nói cái gì? Anh ơi, em lạnh quá. Rồi sao? Thì tôi chạy lấy bền đắp cho bà liền á. Đúng rồi. Vậy rồi cái 5 phút sau cái bà khiều tôi, bà nói nữa. Nói cái gì nữa? Anh ơi, em đau bụng quá. Rồi sao? Tôi chạy lấy dầu xích vô cái rúng bà liền. Quá gà lăng. Gà lăng gì? Trời ơi, quê chứ. Tôi ngủ một tiếng đồng hồ sau vậy mà bà khiều tôi, bà nói nữa đó. Nói cái gì nữa? Anh ơi. Anh nghe không? Ngày xưa những đêm mưa gió như thế này nè, mẹ thương em ôm vào lòng. Và bây giờ em cũng muốn được như vậy đó. Tôi hiểu ý bà liền á. Rồi sao không? Tôi gọi điện thoại má bà Hòa. Trời. Hiểu rồi hả? Hiểu gì vậy? Hiểu sao giờ bỏ đi rồi? Không, tôi không hiểu gì hết trơn. Trời bà. Đó, cái chuyện tình bà thứ nhất vậy thôi. Vậy mà sáng sớm bà xách vali ra đi 20 năm không một lời từ già. Buồn quá. Buồn chứ. Còn bà hai sao? Bà hai cũng buồn lắm. Lại một người nữa nay đã quay lưng ra đi, và em đã đi không đâu xa từ, mang trái tim lạnh căm về chốn xa xăm để trong mong đêm mình anh lê bước. Lại một người nữa nay đã quay lưng ra đi, và em đã đi như chưa từng đến. Bao dấu yêu hôm qua chôn kín trong tâm hồn, vì anh biết mất em thân rồi. Trẻ ai đến quán hà lam. Không, thì xin anh đừng nói nữa. Để nói làm gì còn trách lý đào mồi. Để không ánh lên đâu làm tươi cay đắng. Để không ánh lên đâu làm tươi xót xa. Yeah.
quỷ già đó. Anh Bảy. Gì hả? Cướp. Trời trời trời. Bà chơi cứu ạ với mình nữa. Cướp. Vui quá. Hết. Trời. Trời. Gớm không? Già mà nhí nhảnh thấy ớn không? Không phải già nhí nhảnh mà là già đú đỡn. Còn đỡ hơn bà đó. Trời ơi, già từng tuổi này mà ve nhảy hip hop nữa. Thì đó, tại buồn quá đâm ra nó nhí nhảnh vậy thôi ông ơi. Chứ trong lòng rối đây nè. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ mình chia tay thì phải chia tay thôi. Nhưng mà trước khi chia tay tôi muốn biết lý do tại sao. Bà muốn biết phải không? Nói đi. Thì bà muốn ông, tôi biết. Ông, tôi đau một lần rồi thôi, đừng để tôi đau dài dài. Được rồi, bà muốn biết rồi tôi nói cho bà biết. Nói đi ông. Thì tại lý do là dâu tôi nó đẻ có bầu đứa thứ hai. Trời ơi, con dâu ông có bầu bộ ông đẻ sao mà ông cưới tôi? Ờ, thì tôi đẻ, cái gì vậy? Trời ơi, dâu tôi nó đẻ chứ mắc mớ gì tôi đẻ, sao tôi đẻ được? Vậy mắc mớ gì đến chuyện tình đôi ta? Thì ý tôi muốn nói là bây giờ nếu mà nó đẻ thêm đứa nữa, tôi phải ở vậy tôi lo nuôi cháu tôi nó lớn lên. Không lẽ tôi bắt bà chờ đợi tôi tới 10 năm nữa? Cái gì? 10 năm nữa? Ừ. Lúc đó tôi 70 còn ông 80. Ừ. Già quá rồi còn mần ăn gì nữa trời. Cũng vớt vát được chứ. Nhưng mà tại sao? Tại sao không để cho tôi cùng với ông chung sức lo cho con cho cháu ông? Ủa, bà chịu vậy hả? Sao không chịu? Ông thấy rồi đó, nào giờ tôi đâu có con có cháu gì đâu. Tôi cũng muốn có con có cháu để hữu hỷ vậy. Thì con ông cũng như con tôi, cháu ông cũng như cháu tôi mà. Trời ơi, vậy mà nào giờ bà không nói tôi đâu biết ý bà đâu. Vậy thôi bây giờ tôi chạy về tôi kêu con tôi nó chọn ngày lành thắm tốt hai đứa mình làm đám cưới nha. Ừ, nói nghe. Hả? Nói sắp nhỏ lo lẹ lẹ chứ đừng để riết tôi như con hai nhà kế bên đó nghe. Ủa, hai nó sao? Thì đó, cũng già sáu mấy tuổi như tôi mà chưa có chồng. À. Đêm qua tự nhiên đáng ngủ nó la bài hái lên vậy đó. Ủa, nó la gì? Bơ người ta, có cha già này cho đè cho ông tôi. Chết rồi, giữa khuya vậy rồi bà có chạy qua bà cứu bộ nó không? Có chứ, trời ơi, tôi xách cái cây chạy qua nhà nó liền. À. Qua tới nơi thấy nó đang nằm trên giường á. À. Tôi mới kiếp, đâu, thằng già nào đòi hôn mày đâu. Rồi nó trả lời sao? Gớp, làm người ai chả có lúc ít mơ. Hôm nay ông riết rồi tôi cũng giống như nó cho coi. Tôi không để bà như hai đâu. Ừ. Thôi bây giờ tôi chạy về tôi nói con nó chọn ngày lành tháng tốt nha. Nói nghe. Hả? Nhớ lẹ lẹ nghe ông. Hả? Chứ gián đã. Thôi nha. Bà nói bà giữ lời nha. Tôi chưa có cái gì với bà hết trơn á. Trời, bà đừng có nói là gián đã đóng thuyền nha. Ồ, ý tôi muốn nói là gián đã sắp mục rồi. Ôi trời. Thời buổi này làm ăn sao mà khó khăn quá. Hồi sáng đến giờ chẳng có xe nào xẹp vỏ hay bị đụng. Để vô đây mình chặt mấy nhát, kiếm vài ngàn ăn cơm trưa đỡ đói. Trên chuyến xe lam đông người lột dên, nghe nhiều bà con chửi thầm bên tai. Còn đâu một chiếc xe hư, còn đâu một chiếc cũ mềm để dẫn vào cho mình chặt chơi. Anh ơi. Ơi. Ủa, em gái kêu anh hả? Dạ. Trời ơi, anh làm ơn coi giùm em. Đang chạy tự nhiên nó cà xịt cái nó tắt máy luôn à. Trời ơi, em đạp nè, muốn gãy luôn cái guốc luôn á. Mà sao nó không có nổ máy. Làm em đẩy bộ tới đây mệt quá chừng mệt luôn. Anh ơi, anh coi nó bị hư cái gì vậy? Sửa lẹ giùm em đi nghe. Em còn phải đi làm cho kịp nữa nghe anh. Cái đó để đó cho anh. Đẩy vô đi nè. Đó, được rồi. Ui. Chà, cái xe này mới quá ha. Dạ. Bộ em mới mua hả? Dạ. Bao nhiêu vậy? Dạ. Chà, nước sơn zin nha, còn nguyên á. Hên quá, vô mảnh rồi. Dạ, em mới mua có mấy tháng à. Hồi sáng á, đổ xăng dọc đường á, chạy có một chút là bị hư liền à. Không biết nó hư gì nữa. Rồi, đúng rồi. Mai mốt anh dặn em nè, có đổ xăng á thì đổ ở cây xăng á. Dạ. Đừng có đổ xăng ở dọc đường là chết đó nghe. Nó chế nước trong đó không à. Nước gì anh? Nước lạnh á, nước lã đó. Vậy hả? Nó làm hư bình xăng con á. Người ta bị hư hoài à.
để anh coi coi. Chà chà, sao mà khét quá vậy trời? Chắc là cháy máy á. Tôi chết rồi, xe em mới mua anh ơi. Nhưng mà hư bình xăng con sao cháy máy khét lẹt làm sao? Cái bình xăng con hư là cái máy nó phải cháy à? Vậy hả? Được rồi, để đó anh coi coi. Tài nghệ của anh là không có xe gì mà anh không sửa được hết á. Vậy anh sửa mau mau đi, trễ giờ làm của em bây giờ. Đừng có hối, đừng có hối. Hối là anh không sửa được đâu. Từ từ anh mới sửa được. Nói thiệt với em nha, xe hủ lô nè, xe tăng nè, xe cam nhông nè, xe nào anh đều sửa được hết á. Anh giỏi quá ha. Ôi huống hồ gì ba cái xe này. Chà, em mặc bộ đồ xít bóng, công nhận bóng quá à. Anh mày đồ mặc ôm bó sát, hấp dẫn dễ sợ á. Anh nhìn bộ đồ của em mà thấy nguyên cái mặt anh ở trong đó luôn á. Ê trời đất ơi, cha này du duyên quá. Yêu quên, yêu quên. Ngồi chơi, ngồi chơi. Anh nè, như vậy là sửa có mau lắm không anh? Trời ơi, anh nhắm bao nhiêu lâu mới sửa được? Nè, anh nói cho em biết nha, xe nào anh cũng sửa được hết á, lẹ làng hết á. Tất cả các loại xe anh đều sửa được hết á. Ông Đa Đê Đê City Super Dream, Kawasaki BC-3LA. Và xe cần câu, xe cần câu tới làm đầu bò, đều do một tay anh. Chớ lo em rầu làm gì, chớ có khoác lác sửa mau cái xe dùm đi. Chớ có nói dốc cái mắt các anh đã từ lâu nay. Nhìn sơ là tôi quá hiểu rõ anh đây đừng hòng. Giờ anh làm mau đi, chớ nên nói nhiều làm gì. Anh nói thiệt với em nha, anh chưa từng thấy ai đẹp dịu dàng mà vô duyên như em. Vậy xe hư không để tôi sửa mà còn mắng tôi là nói dốc, nói khoác lác, rồi nói nhiều nữa. Ê cô làm nghề gì vậy mà ăn nói vô duyên quá vậy? Chứ tôi hỏi anh nè, từ khi đem xe vô tới bây giờ anh toàn là địa tôi không à. Anh có ngó ngàng gì tới cái xe đâu. Rồi tôi trễ giờ làm ai chịu trách nhiệm? Thứ gì không à, không lo sửa xe cứ liếc người ta hoài. Thì trách nhiệm ai nấy lo. Trách nhiệm của tôi á là làm sao liếc cho có tiền nhiều. Trời, xe nào hư vô đây á tìm cách chặt đẹp, nhẹ thì chặt bằng sóng, còn hư nặng thì chặt đứt luôn. Nếu mà thấy tình trạng xe không còn cứu chữa được nữa hả thì rã luôn. Anh mà ăn nói như vậy đó hả, hèn gì sửa xe không lo. Thấy người ta mặc đồ xít bóng cứ ạt nguyên cái mặt vô người ta vậy đó. Trời ơi, may mà đỡ được chứ thôi chắc cũng chết rồi. Trời ơi, sao anh mở bung xe tôi ra hết vậy? Thôi thôi, gắn lại đi, gắn lại đi. Trời ơi, khoan khoan mà, đừng có la. La làm tôi rối nè. Phải rã ra, phải rã ra mới được. Rã ra mới biết cái máy nó bị lột dên hay không chứ. Anh nói cái gì? Ngợp xăng mà bị lột dên hả? Thôi thôi thôi, ba gắn lại giùm con đi ba. Tôi không có sửa nó đâu, gắn lại đi, gắn lại đi. Có thằng bậy đó không? À, chú ai ba đó? Ai mà gây lộn om sòm vậy mày? À, chú ba, chú mới tới đó hả? À. Sao trên đường đi khỏe không? À. Xe chạy êm ru ha, võ chạy tốt phải không? À, để tao ngồi nghỉ mệt đó rồi tao nói cho mày nghe. Thôi thôi thôi, con biết rồi. À. Con giá thì chú khỏi lo. À. Chắc chắn lắm. Chạy tới Cà Mau cũng không xẹp nữa. Thôi mày đi mày, nghe tao nói này. Mày làm sao hay nói quá vậy? Không để cho người lớn nói đâu. Cứ mở miệng ra là ăn cơm hớp hoài à. Chú ba cứ ngồi nghỉ nha, để con làm việc với cô này. Con còn phải rã chiếc xe này ra mới được nữa. Chà, máy móc gì đâu mà cũ mềm à. Toàn bộ cái xe này là đồ lô hết á. À, chỉ có bản số Meca này là zin thôi. Khoan, mày ngừng chay lại. Không làm nữa. Nghe nó nói nè, bỏ kèm xuống. Trời, để con làm việc mà, chú ba đừng có xía vô. Điết, mày mở miệng là tao cho mày ăn cái bù lon này liền rồi nè. Ủa chuyện gì dữ vậy chú ba? Ủa? Chú ba con có tội gì mà chú làm dữ vậy? Trời ơi chú ba ơi, làm ơn nói với ảnh là giáp xe con lại đi. Con đi sửa chỗ khác. Trời, không dám sửa ở đây đâu. Giống man man khùng khùng quá chú ba ơi. Trời gì vậy vậy? Tự nhiên lay giọng của anh chả. Chỗ khác đi. Chỗ đàn ông con trai đang nói chuyện xía vô chi. Mày cũng điên. Nghe tao hỏi này con, từ ngày mày sửa xe tao được mấy lần rồi? Từ ngày mày vá xe tao ruột bỏ nó tanh bành. Làm hoài tao thấy xe tao càng lúc cứ thêm. Tao cho mày biết lần sau xe tao mà có hề gì là mày sẽ có lúc vô tụng trời. Chú đừng nói vậy,
tôi không hề sợ đâu. Chú đừng có đùa, chớ tôi đây làm ăn đàng hoàng, tôi đây làm ăn kỹ càng, xe hư máy thì làm cho hư thêm, ý làm cho mãi êm. Thôi, mày đừng có lẹo mép. Mày nói mày làm ăn kỹ càng hả? Ảnh mà làm cái gì? Dòm là biết thứ dỏm liền, không biết sửa xe mà cũng bày đặt. Chưa gì hết á, nói anh ta mặc đồ xít bóng, xong rồi nói tới tôi xe tôi bị lục dên, rồi còn đòi rã máy nữa. Tôi đâu có ngu. Bây giờ không có nói nhiều nữa, ráp xe lại trả cho tôi. Nếu không hả, có chuyện lớn với tôi á. Ráp thì ráp, tôi có nói cái gì đâu. Không sửa thì thôi, tôi cũng đâu có bắt buộc. Vui lòng khách đến, bực mình thì khách đi. À quên, vừa lòng thì khách đi. Coi như không có sửa cái gì hết trơn á, thì cô phải trả tiền công tôi tháo ráp. Cái gì? Anh nói cái gì? Anh mở bung máy xe tùm lum, tôi chưa đền anh mà anh còn đòi tiền công tháo ráp hả? Nghe sao mà nó dễ xa nhau quá à? Muốn không? Muốn trả tiền công không? Vô phường công an kìa, ở đây nói nhiều quá à. Ráp lẹ cho tôi đi, trễ giờ làm mẹ nó rồi. Thủng thẳng làm cái gì mà hối dữ vậy? Sao mà khó tánh quá vậy? Tôi thấy cưng đẹp thiệt á, nhưng mà cưng ăn nói kỳ cục quá à. Chứ cưng mà xấu hả, là cưng chết với anh á. Ê, không có cưng mày. Bây giờ mày tính sao đây? Nói cho tao nghe coi. Hả? Cái thằng Du Côn, chú ba làm gì dữ vậy? Bữa nay sao mày xui quá trời à? Mày vá xe tao như vậy đó hả? Cái ruột xe tao mới thay hồi hôm qua, bữa nay mày vá làm cho nó thành như là cái vỏ là làm sao? Trả lời cho em nghe con. Con đã nói rồi, cái vỏ xe của chú cũ quá, con vá không có bảo đảm đâu. Chú không chịu thay cái vỏ khác, làm sao mà tại con được? Mày vá á? Sao? Mày nói cho tao nghe coi. Vỏ xe của chú nó banh ta lông à. Chú biết không? Nó hư hết trơn hết trọi rồi. Rồi sao? Con phải vá bằng kẽm á. Trời đất ơi, chắc lắm nha, con vá khoảng chừng 10 khoanh kẽm á. Trời ơi, mày vá bằng kẽm. Trời ơi, già cả mà mày còn chơi như vậy đó hả? Dụi tao té xe chết chọc đường rồi sao mày? Trời ơi, chú nói sao chứ vá bằng kẽm chắc lắm á. Thôi, không có nói nhiều mày. Bây giờ mày vác xe cho cô đó xong đi, rồi tới tao tính với mày sau. Đưa ống bơm cho tao. Đáng đời, ai biểu mánh mung không có coi ngày coi tháng gì hết. Làm ăn mà mất đức quá hả? Có ngày á, xe nó cũng hung cho nát ốc. Cái gì mà rủa tôi dữ vậy? Làm gì mà rủa tôi bị xe hung? Cô hung tôi thì có. Nè đừng thấy tôi nhịn mai người đàn áp tôi nha, tôi không có sợ đâu nha. Bất quá tôi ráp lại thôi, chứ làm gì dữ vậy? Thôi lẹ lên đi, nói nhiều quá à. Ai mà thèm hung cái mặt như anh á? Cái mặt vậy đâu bóng láng, hai con mắt như hai hạt mè, ai thèm hung? Thì cái chán ơi là chán, gặp tòa là cái thứ ôn binh gì đâu không à. Ráp lẹ cho tôi đi. Thôi, rủa gì mà rủa tôi hoài vậy? Rủa một hồi tôi ráp tầm bậy tầm bạ là ráng chịu á. Đàn bà con gái gì hung dữ như quỷ sứ vậy? Dám không? Dám không? Làm thử đi rồi biết. Trời ơi, nhà tôi mà hù hả? Coi chừng phù binh phù mỏ nghe. Dám không? Thôi, tôi thua cô thiệt á. Nói xong rồi đó, thầy có cần thay nhớt mới không? Tôi thay nhớt cho, dầu nhất cát trôn tốt nhất. Cảm ơn anh à, không phải tiền chùa, tôi không có ngu như anh đâu. Lẹ lên, nói hoài như đĩa vậy. Rồi chưa mày? Sao lâu quá vậy? Tao bực mình rồi à nha. Trời ơi, chú ba không biết gì hết trơn à. Chú đừng có hối. Sửa xe mà hối là nó bị chi phối lắm, sửa không có được. Từ từ con sửa cho. À quên, từ từ con ráp cho. Công nhận bữa nay sao chú ba khó tánh quá à. Xui thiệt là xui á. Khỏi giáp nữa mày. Mày vặn cái lỗ tai nghe tao hỏi nè. Ủa chú ba hỏi gì chú ba? Con đường xưa em đi. Con đường ngang qua đây, mày chơi cái kiểu gì? Giải toàn đình với gai. Mấy ngày nay ta mới hay, vỏ xe nào cũng banh, vì mày chơi mánh mung. Đến giờ không ăn năn, còn ngoan cố làm gì? Nếu mà anh chẳng nghe, lỡ mà ai chết oan bởi do lòng ác tâm,
và đừng la mỏi mồm. Xe hơi, xe buýt, xe làm, luôn cả xe đò, xe nào tôi cũng chém. Thế thì tao đi thưa, mày đây sẽ ủ tờ. Hết mừng ăn dối gian, ở tù 2-3 năm, nếu không chừa tánh tham, ra đường xe đụng bánh thay. Cái này tôi không nhịn nữa nha. Làm cái gì mà đòi tôi ở tù, rồi còn rủ tôi bị xe đụng bánh thay nữa là sao nữa? Tôi thấy tôi nhịn hoài mấy người làm tới nha. Đừng có ỷ già cả phụ nữ ăn hiếp thanh niên nha. Không phải là anh hiếp mày đâu, mà là tao dòng thẳng vô con mắt của mày luôn á. Mày báo hại làm xe của tao đi có mấy cây số à, mà tốn tiền quá hết 19-20 lỗ luôn. Bây giờ tao đem cái ruột xe đó về cho mày coi nè nè. Đó, 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 ngó đi. Đâu, 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 đưa con coi coi. Đó, ngó đi. Ơ, tại cái ruột này nó lâu chứ bộ, nó một khuếch trơn rồi, bây giờ đổ thừa con nữa hả? Ai biểu chú Hà tiện chi? Trên đời tôi chưa từng thấy người ta có giá vỏ xe thì giá bằng dây gân nè, hay là dây dù, chứ ai đời đi giá bằng kẽm. Có ngày người ta té chết á là anh đền nhân mạng á, rồi còn ở tù nữa đó. Đúng là ngu quá, quá ngu đi, không chừa cho vợ con nó ngu dùm, làm ăn ẩu tả quá, có ngày gia đình chết chùm hết. Nè nè nè, tôi không nói chuyện với con nữa đâu. Đâu phải chuyện của cô đâu mà cô xía vô hoài vậy. Cô định đổ dầu vô thêm lửa hả? Bây giờ không có nói nhiều nữa, mỏi miệng lắm mày. Phải đi với tao đến phường công an, để tao vạch gió cái bộ mặt của mày cho mày hết ba gai đi. Khoan 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 chú ba, trời ơi chú đừng có níu áo con. Để từ từ con nói chú ba nghe. Trời ơi chú đừng có làm vậy, tội con trời. Rách áo, rách áo. Không có từ từ gì hết, lôi cổ anh đi đi chú ba, coi chừng anh trốn á. Khoan khoan em ơi, chứ khoan vội bực mình, để anh kể lại cho phân minh cho tỏ tường. Tôi xin đừng vang lại mà chi, xin đừng kêu nại sầu bi, vì tôi đã chán chê người rồi. Tôi xin đừng gian khóc lu bù, xin đừng than khóc đề xù, vì không tin chót lưỡi đầu môi. Khi ban đầu sao mày còn cường, bây giờ giả bộ hiền lương, nhìn mây khóc giống con khỉ già. Nhưng bây giờ tao đã quê rồi, bây giờ tao đã giặt rồi, dù bác chim cũng thế mà thôi. Trời ơi trời ơi, làm sao ta khỏi đi tù, gặp ngang trái xót xa nghẹn ngào, bây giờ ta khổ sầu. Giờ bể mánh không còn tiền ăn, mình nghèo mới âm thầm lắm ầu mà thôi. Dạ con nói thiệt chú ba và em được biết, tại vì nghèo quá nên mới làm chuyện thất đức vậy. Ôi xin chú ba với em đây tha thứ cho một lần sau cuối. Ai không có khóc mày, dòm nước mắt của mày ấy sao giống xăng pha nhớt cặn quá rồi. Thôi không có khóc. Đó, anh thấy cái việc làm của anh chưa? Báo hại tôi với lại ông già, xem chút xíu nữa là chết rồi còn gì nữa. Thôi anh biết tội lỗi của anh rồi, xin một lần cuối thôi chú ba tha giùm ha. À, biết lỗi á, xin lỗi chú ba đi. Dạ xin lỗi chú ba. Làm người hiền lương á thì hay gặp nhiều may mắn, mày hiểu không? Giờ này á tao tha thứ cho là mày lần này, lần sau á mà mày không nghe đó, tao sẽ đưa mày vào tù, hiểu chưa? Dạ dạ dạ. Dạ hồi nãy giờ con đã nghe chú ba, dạ con thấm thía nhiều lắm. Dạ được chú ba thương mà dạy bảo, trời những lời chú ba nói thiệt á, đáng giá bằng chiếc rim á. Gì? Cái gì? Mày nói cái gì? Người ta có câu á là đáng giá ngàn vàng, sao mày lại sửa lại rồi nó tầm bậy tầm bạ hả? Dạ con làm ngày này con rành lắm chú ba ơi, xe rim bây giờ ở trong thùng hả tới 6-7 cây lận, mắc lắm á. Thôi mày nói vậy cũng tạm được đi. Rồi bây giờ mày tính sao đây? Bộ xin lỗi rồi tao bỏ qua cho mày hả? Tính sao nè, nói tao nghe coi. Còn con Huệ có ý kiến gì không? Dạ bây giờ con có ý kiến gì nè.
chuyện ảnh sửa xe cho con á thì coi như chưa sao, đồ đạc với máy móc vẫn còn y nguyên à. Thôi tôi bỏ qua cho anh á, còn phần chú ba tính sao cho ông vui là được rồi. Em không nhận nói có lý dễ sợ á, anh làm liền. Bây giờ xin phép được tâm sự riêng với chú ba được không? Nè nè, còn em chờ chút xíu nha, ngồi chơi nha. Mày dàn xếp cái gì, nói lẹ lên đi. Cái gì mà mày nói nhỏ nói lớn không được sao? Làm tao nhột lỗ tai quá. Bây giờ con tính vậy nè, vậy con sẽ đền chú ba một cái vỏ xe zin à. Vỏ xe ngoại nhập đàng hoàng à. Đó là vỏ xe mách in ngọc của tốt nhất chợ lớn á, chú ba chịu không? Vỏ zin à? Dạ. Vỏ zin mà lại mát in ngọc của hả mày? Dạ. Mày tính đề toán quá ha. Thôi cũng được, có còn hơn không. Rồi sao nữa đây? Nhưng mà với một điều kiện nhẹ nhàng thôi. Điều kiện gì nữa mày? Ê, không có đòi hỏi nghe. Dạ con đâu có đòi hỏi gì đâu à. Đó là điều thứ nhất á à. Chú ba có mắt mà cũng như mù đi à. Là làm sao? Tao không hiểu mày. Khi không á mày bắt tao mù là sao? Thì chú ba cứ mù cho con đi. Trời đất ơi. Còn điều thứ hai á à. Là chú ba có lỗ tai mà cũng như điếc đi. Trời đất ơi. Còn điều thứ ba á, điều thứ ba mới sao? Là quan trọng nha à. Điều thứ ba là chú ba có miệng mà cũng như câm nha. Trời đất ơi. Đó, như vậy đi. Chú ba bảo đảm con ba điều đó là chú ba có vỏ xe mới liền. Ủa mà là nghĩa làm sao? Hả? Tao không hiểu mày. Có nghĩa là chú ba thấy sao á là để nguyên như vậy. Đừng nghe và cũng đừng có nói vô, nói ra gì hết á. Chú ba biết không à. Xe của con nhỏ này nè, nó còn zin. Sao? Còn tốt lắm à. Con chỉ thay đồ phụ tùng trong xe của nó thôi, thay chút đỉnh thôi. Con bảo đảm con bán xong rồi là con mua vỏ xe mới cho chú ba liền. Chịu không? Mày thay cái gì đâu mày nói tao nghe coi. Con thay sơ sơ à. Sơ sơ ha. Trước tiên á là sao? Là con chơi cái mặt nạ của nó. Sau đó là con chơi luôn cái bộ bạc đạn, bộ bít tông à, gỡ luôn bộ xấu luôn. Bạc đạn dơi nè. Đó, sên cam nè, rồi xúc bắp luôn, bu ri luôn. Bấy nhiêu đó thôi, con bảo đảm là con dư sức hả, bán cái đó xong mua cho chú hả, cái vỏ mới tinh luôn á. Vậy đó hả? À, có lý quá ha. Thay sơ sơ thôi ha. Còn gần nguyên mẹ cái máy rồi gì nữa. Trời ơi, mày có biết nó là ai không mày? Chú đừng có la lớn. Vậy chú còn hỏi nữa. Nó là một nạn nhân. Một nạn nhân dại khờ. Đúng ra bữa nay chú ba bị chơi, chứ đâu phải là cô đó đâu à. Mà tại nó xui à. Hồi xe nó thế mạng xe của chú ba ha. Bây giờ chú ba chịu không? Chú ba hên lắm á. Chú ba trời hay trời. Quá ha. Hay quá. Giỏi quá ha. Nói chuyện nghe có lý quá ha. Tao cho mày biết, cái con nhỏ đó là con gái của tao. Đó, ở dưới quê mới lên thăm tao. Vậy mà mày đòi thay đồ phụ tùng của nó hả mày? Vậy chứ không phải là người dân hả? Chết mẹ. Tao thấy thời gian qua mày làm ăn bất chánh quá. Con gái tao á, nó bị mày lừa gạt. Mày tính dụ dỗ nó rồi thay đồ phụ tùng của nó hả? Đâu có được con ơi. Con tới số rồi con ơi. Đồ vụ tung của nó còn zin mà mày đòi thay hả? À, chú ba ơi, con gian chú ba. Chú ba đừng nói chuyện này cho con của chú ba biết nha. Vì nhờ có con của chú ba mà con mới biết được sự thật, mà con mới tỉnh ngộ, con mới hối hận. Chú ba ơi, con xin thề, con không giờ tái phạm đâu, con không dám tái phạm đâu. Con tưởng ai chứ ai ngờ con của chú ba. Nếu mà không biết á thì tao không có chấp nhận gì. Nhưng mày á phải làm ăn lương thiện, không còn ăn chơi chắc tặng nữa, không còn lừa gạt người ta nữa, hiểu chưa? Rồi tao đây sẽ tìm cách lập gia đình cho mày, để mà mày biết lo với người ta. Dạ chú ba nói giỡn vậy thôi chứ con nghèo quá đâu ai thèm thương con đâu chú ba ơi. Tao sẽ lo cho. Có sẵn dịp á tao cũng giới thiệu luôn, nó là con Huệ, tuy là gái quê mùa nhưng được cái tánh nó thật thà, nó cũng quá tuổi cặp kê rồi. Tao hứa nó cho mày đó, mày chịu không? Nói tao nghe con ơi. Chú ba nói thiệt hả chú ba? Thiệt. Ôi còn hạnh phúc gì bằng có vợ kể như là còn ngon hơn là chạy chiếc riêng nữa. Ôi quá đã quá đã. Vậy con đội ơn chú ba nghe. À chưa được mày, chừng nào làm đám cưới xong đã rồi kêu tao bằng ba cũng không có muộn. Nhưng hứa là phải giữ lời nghe mày. Thôi
tao đi về trước nha. Nãy giờ em nghe hết câu chuyện của hai người rồi. Bây giờ anh tính làm sao? Nói cho tôi nghe coi anh có chịu làm ăn đàng hoàng không? Vậy mà em không chịu nói gì hết trơn à. Làm cho tôi sợ quá mạng. Bộ em là con ruột của chú ba hả? Ờ, là vì trên đường về quê thăm em, ba em bị như vậy đó, nên em tính em với ba em lên đây vạch mặt anh để cho anh biết đó. Thôi mà, anh thật sự hứa với em là từ nay ha, cho tới già, cho tới chết luôn nữa, anh sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa đâu. Anh nói làm sao? Nói lại cho tôi nghe coi. Nếu mà em bằng lòng làm vợ anh á, thì anh sẽ từ bỏ những người bạn thân thiết của anh đã từng nuôi sống anh hàng ngày, lúc nào anh cũng quan tâm tới tụi nó hết trơn á. Nhưng mà nó là ai? Hả? Là ai? Ủa em không biết hả? Không. Trời ơi, đó là những cây đinh á, những khúc kẽm gai và những miếng ve chai sắc bén. Trời ơi, tụi nó hả nuôi sống anh đó nha. Bây giờ có em rồi ha, anh sẽ không còn cần tụi nó nữa. Thôi, anh đừng có giỡn nữa. Bây giờ một lần cuối để cho chắc ăn nè. Anh phải làm sao để em tin mới được á. Thì anh sẽ về nơi quê em, anh cúi lại mẹ cha. Chuyện tình mà anh gây ra, anh sám hối và nhớ suốt đời. Xin phép được cùng em tỏ tình cùng nhau san sẻ. Em sẽ kề bên anh bỏ làm nghề xấu xa. Về nơi quê em, anh chớ làm cho má nghi. Chuyện tình mà em hư xe, em chán ngán từng kỷ niệm. Xe thắng không còn ăn, do thì toàn đinh gai kẽm. Anh chớ làm điều xấu xa, cô bác có ngày chửi cha. Nhưng bây giờ cuộc tình yêu của đôi ta, chuyện tình xe hư hôm ấy anh nhớ mãi suốt đời em ơi. Thì anh ơi anh, lời nói ra không làm cho em bực bội. Giờ đám cưới mình sắp tới không nhà phai. Về nơi quê em, cô bác họ hàng thương. Giờ thì anh đang lo sao cố gắng đừng thay lòng. Mong tới ngày cùng nhau, chúng mình cùng lo hôn lễ. Em sẽ về bên anh, nên nhớ là đừng dối gian. Anh sẽ về quê em, ta sống trọn đời thủy chung. Anh nhớ giữ lời nghe. Thôi, anh lo làm ăn đi nha. Vài ngày sau em sẽ tới thăm anh, coi có đúng như lời anh hứa không. Em về nghe. Hả? À, em nhớ đến thăm anh nghe. Anh chờ em đó nghe. À, thôi em về đi nè. Ừ? Chạy xe cẩn thận đó nghe. Biết rồi, đừng có lo. À, dễ thương dễ sợ. À, đi rồi nghe. Chà, không biết chạy xe có sao không nữa. Mình ráp xe cho chỗ nào mà mình quên đổ nhớt vô. Em ơi, coi chừng xe bị lộn trên đó. Coi chết cha chết mẹ rồi. Chạy điểu này coi chừng Banh xe làm mất vợ. Dọn lẹ, thu gom đồ đạc. Làm ăn chỗ khác chứ làm chỗ này á, em quay trở lại em đền mạng là chết bà. Ngọt.